Mình là Hồ Việt Bảo Minh, giảng viên trung tâm Road 3D Training. Bài hôm nay chúng ta sẽ học về giao diện 3D Max 2023. Tại desktop, các bạn cách đúp chuột vào biểu tượng hoặc cách phải chuột vào biểu tượng, chọn Open để khởi động phần mềm. Cách thứ hai, tại góc trái màn hình, các bạn kích chuột vào biểu tượng Search, sau đó nhập từ khóa 3D Max 2023. Tiếp theo các bạn kích chuột vào Open File Location. Sau khi thư mục này đã được mở lên, các bạn chỉ cần chọn đúng ngôn ngữ mà các bạn mong muốn được sử dụng. Ở đây mình sử dụng tiếng Anh, vì vậy mình chỉ cần kích đúp chuột vào để khởi động phần mềm. Đây là giao diện của 3D Max khi nó khởi động xong. Vấn đề đầu tiên mình muốn nói đến là giao diện người dùng, hay còn gọi là User Interface. Mình đã liệt kê ra gồm 14 nhóm chính có kênh giao diện. Nhóm đầu tiên, Workspace Selector. Tính năng này cho phép bạn chuyển đổi nhanh chóng giữa bất kỳ số lượng thiết lập giao diện khác nhau, và nó có thể khôi phục các sắp xếp tùy chỉnh của thanh công cụ, menu hay cài đặt được bộ cục không nhìn. Mình sẽ preview qua các bảng mẫu để các bạn dễ hình dung hơn. Nhóm thứ hai, menu bar. Menu bar là thanh menu nằm ngay dưới thanh tiêu đề của cửa sổ chính. Tiêu đề của mỗi menu cho biết mục đích của các lần trên menu. Nhóm thứ ba, main toolbar. Main toolbar là thanh công cụ chính cung cấp quyền truy cập nhanh vào các lần phổ biến nhất trong 3D Max. Nhóm thứ tư, ribbon. Ribbon là một thanh công cụ nâng cao, nó có thể thay đổi hiển thị dựa theo từng ngữ cảnh của các cấp độ chỉnh sửa tại bài polygon. Nhóm thứ năm, Scene Explorer. Scene Explorer là hộp thoại chứa tất cả các đối tượng trong 3D Max, như dùng để sắp xếp, chọn lọc, đổi tên hay xóa các đối tượng không cần thiết, vân vân. Nhóm thứ sáu, Viewport Layout. Viewport Layout là công cụ giúp các bạn chuyển đổi nhanh chóng bộ cục không nhìn theo các preset có sẵn. Nhóm thứ bảy, Command Panel. Command Panel là bảng khởi tạo, chỉnh sửa hay hiển thị thông tin kích thước của đối tượng. Nhóm thứ tám, Viewport. Viewport còn được gọi là vùng nhìn, và cũng là vùng mà chúng ta thao tác để tạo ra một dự án. Nhóm thứ 9, MasterScript Mini Listener là công cụ giúp các bạn sao chép lại các đoạn cốt mà bạn thao tác trên Viewport. Nhóm thứ 10, Started Line and From Line. Started Line là dòng trạng thái hiển thị của đối tượng, ví dụ như nó sẽ hiển thị số lượng của đối tượng được chọn hay là đối tượng đó thuộc loại gì. Còn From Line là dòng trạng thái nhắc nhở các bạn có thể làm gì tiếp theo. Nhóm thứ 11, Isolate Selection and Selection Lock là nhóm lệnh cô lập và khóa đối tượng. Nhóm lệnh này rất hữu ích khi thao tác trên một khung cảnh có nhiều đối tượng.
Nhóm thứ 12, Coordinate Display, là vùng hiển thị tọa độ của đối tượng. Mặc định khoảng cách của các đối tượng sẽ được tính từ góc tọa độ XYZ tương ứng với 0,0,0. Nếu bạn chuyển qua chế độ Offset Mode, thì khoảng cách mới của đối tượng sẽ được tính từ tấm của đối tượng khi chưa di chuyển. Nhóm thứ 13, Animation and Time Control, là nhóm điều khiển về phần chuyển động của đối tượng tương ứng với khoảng thời gian mà bạn đã cài đặt trước đó. Nhóm thứ 14, Viewport Navigation Control, là nhóm điều khiển vùng nhìn trên viewport. Vậy là mình đã tóm tắt xong nội dung của 14 nhóm chính có trên giao diện 3D Max 2023. Vấn đề thứ hai mình muốn nói đến chính là trải nghiệm người dùng, hay còn gọi là User Experience. Với mình, 3D Max đã làm tốt điều đó, vì 3D Max cho người dùng thoải mái thay đổi bố cục của giao diện và bổ sung rất nhiều công cụ mạnh phục vụ cho việc dựng hình. Bây giờ các bạn hãy cùng mình vào bài thứ hai, làm chủ 3D Max.